Xin chào các bạn đang xem clip. Hôm nay mình có mượn được cái máy laptop này của người bạn. Máy mang nhãn hiệu Asus. Nên mình làm video, mình đánh giá sơ bộ gửi đến các bạn xem nhé. Thì cái máy này thiết kế bên ngoài các bạn thấy đây, màu bạc. Thiết kế đời mới, rất là mỏng. Ở đây mình coi cái máy loại gì trước nha. Đây, thông số. Thông số là máy Asus A412F. Cấu hình là xài chip i3. RAM 4GB, bộ nhớ 512GB, ổ cứng thể rắn. Đó. Do phân phối chính hãng. 7PT. Vỏ máy màu bạc rất là đẹp các bạn. Vỏ máy màu bạc rất đẹp, độ dày. Đây mình có cái hộp quẹt, mình so thử các bạn nha. Mỏng hơn cái hộp quẹt đó. Rất là mỏng. Thiết kế đời mới và rất là mỏng. Và laptop này nguyên khối luôn. Chất liệu thì mình quan sát đây, chất liệu bằng nhựa. Chất liệu bằng nhựa, cả trên và dưới đều bằng nhựa. Nguyên khối, không có lấy pin ra được. Pin tích hợp ở trong cái vỏ máy luôn, không có lấy pin ra như cái laptop hồi và cái thiết kế ngày xưa. Giờ là nó tích hợp trong máy luôn. Ở mặt, ở đáy máy thì mình đây có cái này là cái loa. Bên đây là loa. Loa thiết kế hoa văn nhìn bông tuyết nè. Nó có lỗ, loa. Rồi các khe lấy quạt gió đó. Máy có hệ điều hành Windows bản quyền. Đây cũng loa hai bên nha các bạn. Cạnh bên đây của máy là phần thoát hơi nóng. Rồi đến phần cạnh bên hông. Do mỏng quá cho nên nó người ta cắt luôn, không có cái ổ đĩa DVD. Đây mình sao cái độ mỏng cho bạn ha. Nó quẹt nè. Vẫn còn chỗ dày nhất của máy vẫn mỏng hơn cái quẹt. Đó, máy rất là mỏng nha các bạn. Cạnh bên đây mình có phích cắm của adapter nguồn, cổng xuất ra hình ảnh HDMI, cổng USB. Nhưng mình không rõ USB này có 3 chấm không, mình không thấy cái nó mà màu xanh đặc trưng của loại USB 3 chấm thì không biết là nó hỗ trợ không. Rồi cổng Type-C, tiếp C đó, Type-C đời mới nè. Và một cổng xuất âm thanh tai nghe hay loa đó, gắn rời. Máy này là tích hợp micro rồi, nên này không có cái lỗ cắm riêng dành cho micro. Rồi, cạnh bên đây, đến cạnh phía trước thì có cái nút G này để mình dỡ máy lên. Có cái G để mình dỡ máy lên. Và đến cạnh bên đây, cạnh bên phải, thì mình có được một cái khe đọc thẻ nhớ, micro SD, đèn báo hoạt động và đèn báo sạc pin. Một cổng USB nữa, cũng không có màu, không rõ là 3 chấm hay là 2 chấm. Và một cái khóa này, khóa là khóa Kensington gì nè. Có loại khóa mình để vô cái lỗ này đó. Mấy khóa laptop á. Đó, đơn giản. Vậy là máy này hai cổng USB, một cổng HDMI, một cổng Type-C. Nha các bạn, không có cổng VGA, không có cổng Internet LAN, không có ổ DVD. Mình cân thử trọng lượng của máy. Máy rất nhẹ, pin như 3 cell. Đây, chưa đến 1,5 kg nha các bạn. Rất là nhẹ, 1,4 kg hơn cái thứ xíu à. Rất là nhẹ, máy rất nhẹ. Rồi giờ mình mở máy lên. Đây thì bên trong máy là bàn phím. Bàn phím đây các bạn xem. Máy dùng chip i3 thế hệ số 8, thông số về hãng nè, bảo hành 2 năm, bảo hành 2 năm tiêu chuẩn. Cái đặc trưng có cổng USB Type-C, màn hình, cái viền màn hình siêu mỏng và thiết kế công năng để gõ bàn phím sao đó. Đây cái này loa Sonic Master,
này nó chú trọng một loa quá ha. Thì ở trên cái máy này là cái tên là cái sản phẩm là Asus Vivo Book nha các bạn. Trên bàn phím của nó là vừa cảm ứng chạm được và vừa click được luôn. Đây mà bạn nghe nè, đó bạn thấy cái đây nó nè, click được và chạm cũng được. Ở đây ô vuông này là cảm biến vân tay giống như các điện thoại thông minh bây giờ đó, cảm biến vân tay mở mát, cảm biến vân tay. Thì bàn phím không có, bàn phím là cái loại click led này nè, mỗi phím tách rời nhau vậy đó, nằm ẩn dưới cái lớp nhựa này và nó không có tràn ra, vẫn còn ở chỗ hai bên để tùy tay đang cầm vậy cũng khá tiện. Đây các nút, các nút thì nhìn sơ qua nó không có nhấn, không có điểm nhấn, mình thấy nó thiết kế cũng không có điểm nhấn nè. Nút tắt mở máy nằm trên đây cũng nhìn thoáng qua giống như một cái nút nào ở trên bàn phím, chứ nó không có tách rời ra nút tắt mở máy riêng, không thiết kế vị trí riêng mà nó nằm ngay góc này. Nhìn thì liên lạc nhưng mà mình không có thích cái phong cách thiết kế này cho lắm đó. Bàn phím thì hồi nãy cũng tốt, bấm rất cũng có cảm giác lắm. Rồi đến màn hình thì viền rất là mỏng lắm các bạn, nhìn ở trên video các bạn có thấy không, chứ rất là mỏng này. Viền trên viền dưới đều rất mỏng. Viền dưới thì đang ngang nên mình ta có thể là cái nơi gắn đèn đó. Đấy, thông tin Asus Vivo Book. Có camera rất là nhỏ đây các bạn thấy không? Camera nằm rất nhỏ. Đó, cái chỗ này nè, camera. Nhưng mà mình lại thấy cái thiết kế, mình lại có góp ý cái thiết kế này là đây các bạn xem. Ở bên dưới nó có những cái núm cao su này giữ máy rồi là bình thường rồi nha, nhưng mà mình để ý kỹ thì mặt lưng cũng có hai cái chỗ cao su này, cũng có hai cái chỗ cao su đó trên vỏ lưng nè. Cái mặt này là cái mặt, cái phần trên của máy nè vẫn có cao su, để chi, để cái máy này người ta thiết kế ăn gian, cái phần này cũng là cái phần tì để cái bàn phím nó sẽ có độ dốc của bàn phím đó các bạn. Đây các bạn nhìn nha, khi mình mở lên hiện tại là nó giữ bằng mấy cái chân cao su rồi đúng không. Như những laptop mình cần xài qua thì ví dụ mở như vậy thì nó giữ cái cao su thì mình cứ mở máy ra thôi, nhưng mà không có, khi mình nhở vậy thì chỉ mở được vậy thôi. Khi nào mình mở cái màn hình rộng lên nữa thì nó sẽ tì vô đó. Nhờ cái này mới tạo cái độ dốc cho cái bàn phím. Nhưng mà mình không biết là cái này nó có nặng lên thêm cái bản lề không, tại vì bây giờ cái máy á, nó chịu lực lại bằng một hai điểm ở đây và hai điểm đây, chứ không có chịu lực bằng cái thanh cao su nằm dọc ở đây nữa rồi đó. Bạn nhìn lại nha. Đó, vẫn phẳng nhưng mà khi mình mở thì nó nâng lên, nó sẽ chịu lực bằng hai đây, bốn cái chân này. Mình không có đánh giá cao cái thiết kế này, có thể nó tạo độ dốc bằng phím đánh gõ nó cảm giác tốt hơn, nhưng mà nó cũng khiến cho cái vỏ này vô tình thành chịu điểm chịu lực mới nó có bền hay không. Khi mình mở lên mình cũng thấy cái máy nó sượng nữa các bạn, mở lên mình thấy cái máy nó sượng nữa. Dù bình thường mình đặt máy vậy mình mở lên đó sẽ có cảm giác sượng, tại vì cái hai cái chân này, nó cao su này nó tì xuống cái mặt bàn ha, nó sẽ cứng lại xíu, mình đẩy nó nâng lên, cưỡng bức nó nâng lên đó. Thì các bạn nào có quan tâm sản phẩm này thì nếu mà cái điểm này các bạn không thích thì các bạn nên lựa chọn cái sản phẩm khác.
Tại vì cái này mình không tùy sở thích của từng người. Mở lên xong ăn lề đó. Thiết kế máy thì rất đẹp. Rồi về vận hành thì máy sử dụng Win 10, ổ cứng thể rắn SSD cho nên chạy rất là lẹ. Đây các bạn, mình mở máy cho các bạn xem. Bật cái là vào ngay lập tức đó, các bạn thấy không, rất là lẹ. Đây mình tắt máy mở lại nè, sit down nha, sit down cho các bạn xem luôn. Nãy các bạn xem thì thấy nhanh quá, nghĩ đang chế độ sleep nhưng mà không phải, sit down nha. Rồi cái đèn của máy, cái đèn của máy đã tắt hoàn toàn rồi nè. Đây cái đèn của máy đang tắt nha, mình đã tắt rồi đó. Giờ mình mở lại các bạn nè, đó có tín hiệu, máy lên logo. Rồi như vậy là vào Win ngay lập tức luôn. Xài Win 10 thể rắn quá nhanh. Đó. Do máy này của người bạn mình chỉ mượn thôi nhưng mình không có sử dụng cái chức năng được. Đây, quạt yên tai đây. Đó, máy chạy rất lẹ. Rồi. Video của mình đến đây là hết rồi. Xin chào các bạn. Nếu thấy được cái gì hay mình sẽ làm video để chia sẻ với các bạn tiếp theo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh YouTube của mình nhé. Chân thành cảm ơn rất nhiều.